Em Trực chuyên nhà đất vùng ven Nha Trang xin kính chào tất cả các quý anh chị. Thì trong video này em Trực sẽ review 3 lô đất ở đô thị thuộc thị trấn Khánh Vĩnh nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 27C. Có giá là từ 680 triệu cho diện tích mỗi lô là từ là 172 m, 174 m và 176 m nha anh chị. Cách cổng chào Khánh Vĩnh chỉ có là 1,9 km thôi và cách cổng công viên sông cầu là chỉ có 2 km thôi anh chị. Thì bây giờ em Trực sẽ bay một số đoạn ảnh flycam để quý cô chú anh chị nhà mình sẽ hình dung được là toàn bộ 3 lô đất này cũng như là khu vực dân cư xung quanh nha. Đây anh chị, đây chính là mặt tiền đường quốc lộ 27C nha anh chị ha. Và đây chính là hiện trạng của 3 lô đất này. Thì hồi trước ở đây là có 5 lô nha anh chị. Hồi trước ở đây thì có 5 lô. Đây, là ngay từ chiếc xe này anh chị ha. Từ theo hướng cho em Trực á, mình đi ngang qua đây là 5 lô. Thì lô 1, lô 2 á, thì chủ để họ đã nhận cọc rồi. Thì còn lại 3 lô như đầu video em Trực nói. Thì mỗi lô có chiều ngang là 5 m và dài mỗi cạnh là 32 m. Và để cho anh chị nhà mình sẽ hình dung được toàn bộ 3 lô đất còn lại á, thì em Trực sẽ vẽ trên hình flycam cho anh chị nhà mình sẽ hình dung dễ hình dung nha. Thì lô giữa lô số B là 172 m nè. Là ngang 5 dài 32, và lô còn lại là 174 m cũng là ngang 5 và dài 32. Lô số 5 á là 176 m nha anh chị. Là ngang 5 m thì cũng là dài 32 m. Thì sau khi mà quy hoạch mở đường á thì đường quốc lộ 27C á là quy hoạch mở đường hơn 60 m thì mỗi lô sẽ còn lại là từ lô số B á là 61,1 m. Và lô số 4 á thì còn lại là 58,3 m và lô số 5 thì còn lại là 55,3 m nha anh chị. Thì cái diện tích mà quy hoạch còn lại chính là đất ở đô thị của 3 lô đất này đấy. Thì đi theo hướng chỉ tay em Trực á thì mình sẽ đi lên được là tới là cổng chào Khánh Vĩnh nha anh chị. Thì cách cổng chào Khánh Vĩnh là 1,9 km. Và ở đây là hai bên đoạn đường như mà anh chị thấy á là có những nhà xưởng, nhà vườn á là cái giá trị rất là cao, thấp nhất không phải là từ 1,5 tỷ cho đến là 3 tỷ hoặc là 7 tỷ. Và những lô đất như thế này á có giá là dưới là 700 triệu thì thuộc là hàng gọi là bất động sản khan hiếm nha anh chị ha. Đấy, thì 3 lô đất này là sổ đã đầy đủ. Và ở phía sau 3 lô đất này có một cái con đường đất, và đường sau này như chủ nói là thuộc là đường Lê Dưỡng thuộc thị trấn Khánh Vĩnh nha anh chị. Và 3 lô đất của mình á là thuộc là tổ 5 thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đi theo hướng chỉ tay của em Trực á thì mình sẽ đi tới là cụm công nghiệp Sông Cầu, thì cách đó là 2 km nha anh chị. Và từ đó thì mình đi tới là địa phận thành phố Nha Trang mình á. Nếu mà anh chị đi tới chỗ mà con bộ á, chỗ xã Vĩnh Trung á giáp với xã Vĩnh An thì cách đó là 22 km. Còn mà anh chị đi tới Quảng trường 24 ngay Thái Trầm Hương là 32 km nha anh chị. Đây hai chủ họ đang đo vỉa lại nè, đó họ đang cắm mốc đo vỉa lại. Thì bây giờ em Trực sẽ đi ra phía sau lô đất á, chỉ con đường đất cho anh chị nhà mình xem nha. Đây, đất mình rất là bằng phẳng luôn. Và nguồn gốc của 3 lô đất này chính là từ cái nhà đập ra. À, như anh chị mình thấy này, đây, cái nền nhà anh chị, cái nền nhà đó đập ra. Đó. Đây, người chủ họ mua lại, họ đập ra rồi họ phân làm 5 lô. Thì hai lô đầu tiên đã bán rồi. Đấy. Thì hai lô đầu tiên á thì nếu mà anh chị nhà mình cần á, em Trực sẽ gửi cái bản trích lục quay của 5 lô ra. Thì hai lô đầu tiên á mất đất rất là nhiều. Còn hai lô còn ba lô còn lại mình thì em Trực nghiên cứu á, thì lô số 3 và lô số 4 á, thì đẹp nhất. Đấy. Đây, em Trực đi ra con đường đất phía sau cho chị mình xem nha. Đây, đây là phía sau cái con đường đất đây anh chị. Đó, ranh giới của lô đất mình đây. Đó, đây ha. Đây là con đường đất. Đường này á, thì trong năm này thì như lời chủ nói với em á là cái con đường này sẽ là đường bê tông luôn, làm bê tông sẽ làm trong cái năm này luôn nha. Đó là đường này là thuộc đường Lê Dưỡng của thị trấn Khánh Vĩnh đấy. Và ở đây thì cái lô số 5, lô số 5 là lô cuối cùng bên này đó, thì nó sẽ bị một cái hạn chế, chính là cái rào chắn ở phía trước anh chị ha. Cái rào chắn ở phía trước đó hạn chế, sau này chủ sẽ xây nhà và bán lên. Ở đây thì điện nước wifi là tới nơi nha anh chị, tại vì hồi trước đây là cái nhà rồi đấy. Và để anh chị nhà mình hình dung rõ hơn thì em Trực sẽ đưa cái hình đoạn flycam em Trực bay một xoắn ốc cho anh chị nhà mình xem nha. Anh chị nhà mình xem hết đoạn sẽ hình dung được toàn bộ lô đất này. Và như em Trực tìm hiểu
Thì giá đất ở đây á, nếu mà cái diện tích lớn á, tầm vài hắc ở đây trở lên á, thì giá cũng để là từ là 1 triệu cho đến là 3 triệu rồi. Đó là đất trồng cây nha anh chị. Còn đất thổ cư á, thì ít nhất á, thấp nhất cũng phải là 7 triệu. Nhưng mà lô đất của mình á, là dạng hàng khan hiếm. Khi mà mình trừ quy hoạch cho thông ra thì có thì em trực lấy là 680 triệu mà chia cho cái lô mà còn lại là 61,1 mét thì giá của nó tầm là 11 triệu một 11 triệu một cái vuông nha anh chị. Đấy. Em trực sẽ đưa hết toàn bộ thông tin cho anh chị như mình tham khảo luôn. Và như em trực tìm hiểu thì tầm tiền mà 680 triệu cho một lô đất mặt tiền đường mất lộ như thế này mà thuộc thị trấn nữa. Thì giá này phù hợp cho anh chị nhà mình mua để ở nè. Anh chị có ý định là buôn bán kinh doanh á thì nên mua những lô đất như thế này. Dù theo thì tầm tiền là vài trăm triệu mà để có một lô đất mặt tiền đường nhựa, đường lớn như thế này á thì cũng thuộc dạng khan hiếm rồi anh chị ạ. Thì ba lô đất này là có sổ đỏ đã đủ nha anh chị. Đó. Thì video này em Trực cũng xin phút tạm dừng, thì máy em Trực cũng còn hết pin rồi. Anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem ba lô đất này thì liên hệ em Trực. Số điện thoại em là 084321 8679. Em Trực sẽ gửi toàn bộ thông tin của mình qua Zalo, Viber, Messenger cho anh chị nhà mình tham khảo luôn nha. Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở một video tiếp theo.